được chào toàn thể các bác cô chú chị. Sáng thứ bảy hôm qua, tối qua một trận mưa rất là quý giá. Mấy đầu mùa nắng rất oi thì tối có một chỗ tôi có một trận nó như là dông ấy, dông lốc ấy, thì sau đó có mưa. Đấy, cây cối khác hẳn. Và buổi sáng nay thì mặc dù vẫn oi nhưng nó có cái gió, hơi nước nó vẫn rất là mát. Đấy, thì trình bày các bác cái cây si tai chuột dáng lang mới nhập đội đây. Một cái sự bết bát kinh ngạc. Các bác nhìn này, bệ bãi bết bát, nguyên cái bánh chậu xi măng cũ này các bác này. Đấy, đấy, một cây dáng lang. Cây này tôi sẽ thay vào cái chậu này, chiều qua mới mua được. Mua cái chậu này cũng khá là ổn, khá là ưng. Khá là ưng, thích cái chậu này. Đấy, cứ chữ nhật là khoái, chữ nhật đứng thành là khoái. Chứ cứ oval hay là hơi điệu đà tí là mình không thích. Mặc dù có thể nó trồng cây đẹp nhưng mà cái cá tính mình thế biết làm sao. Bạn. Đấy, thì cây này nó đang rất là nhiều vách trên này, là nhiều chiều sâu lắm. Các bác hơi khó nhìn đấy. Tối qua tôi định trồng vì tối qua nó có mưa mát lắm, nhưng mà quay cái cây này nó tối các bác. Các bác không thể nhìn thấy được đâu. Nó rất là nhiều vách, nhiều chiều sâu. Thì hy vọng cái lần tới mà tôi cắt cái cây này thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn. Bây giờ đang trong quá trình nuôi chi cảnh. Sắp lấy dăm được rồi. Cái nhịp đầu tiên cắt ok rồi. Đấy. Đấy, chia sẻ các bác thêm một số câu chuyện là về, chắc là sau có một cái video về các dòng xanh năm liền hoặc là dòng các dòng si. Thì cơ bản là các dòng si bây giờ á, tiện nhân tiện cái video về si thì nếu mà chia về màu sắc ấy các bác nhé, màu sắc của búp của lộc non này thì là chia làm hai nhóm. Một loại nhóm là không có màu, tức là màu trắng á, hoặc là màu xanh nhạt, hoặc và một loại là có màu. Thì màu trắng thì cũng có mấy loại si trắng cơ, thì cái đấy thì anh em ít khoái hơn. Ở trong miền Nam thì hay nhiều cái món đấy. Đấy, thì thôi ta không quan tâm nữa. Và cái nhóm thứ hai là nhóm có màu. Có màu thì tía, hồng, đỏ. Thì căn bản thì ở miền Bắc mình chủ yếu là tía thôi các bạn. Ví dụ như cái kia là cái tía. Nhưng mà đa số các bác lại gọi là hồng. Bởi thực tế cái lúc mà búp nó lên thì nó cũng có màu hồng thật. Thì do mỗi cái cách gọi của mỗi người thôi. Nhưng mà do nó có một cái dòng si mà nó hồng hồng kinh khủng luôn, không có nhơ nhơ, không có tía cái kiểu mà nhìn thấy màu hồng luôn. Và có một loại là màu đỏ như tiết là cái loại này, là nhìn thấy màu đỏ luôn. Còn những cái loại nhơ nhơ thì tùy mỗi bác gọi nào thì gọi. Quan trọng là cốt đẹp là múc thôi. Và cái loại thứ nữa là cái loại tai chuột. Nó cũng có màu, tai chuột cũng có màu, tía tía. Có lúc nó rất đỏ. Đấy, thì tai chuột đặc trưng nó là một cái nhánh riêng. Có nghĩa là nó thuộc thể loại si mà thuộc thể loại cây bụi, không có, rất ít khi có cốt, cốt tòm của tay là cùng, là rất ít khi có cốt mà ta chơi vách. Thì như vậy thì nó rất phù hợp với những cây mini, cây dáng rừng, những cây dáng thiên nhiên, những cây dáng làng. Đấy các bác nhé, vách của nó rất là đẹp, kinh khủng luôn, rễ của nó này. Còn những cái dòng si như kia chỉ chơi cốt, vách thì thi thoảng có nhưng mà nó không giống như này. Đấy các bác, thì cơ bản về dòng si như vậy. Thì ok, hôm nay tôi sẽ thay chậu cây này. Sắn bớt đi. Vừa mới bê vác hết cây xong này, dọn dẹp thì lâu quá rồi. Không ngại động vào nó mất mồ hôi. Vét một cái bác lon bia nhé. Tôi thì khát nước, tôi thèm bia lắm, nhưng mà tôi chỉ uống được một cái này thôi. Cái thứ hai là tôi mệt. Ok các bác. Nhờ bằng tay vào này. Này tiện này nghỉ làm xong thì bây giờ đi làm nghiêm chỉnh rồi. Tranh thủ lúc nghỉ hoặc là ban đêm các bác. Đêm nó cũng hạn chế. Dạ vẫn thích làm đêm hơn nhưng mà đêm nó hạn chế. Nhất là cái mùa này các bác, làm cây xong lại phải tắm, lại phải đi tắm. Người lúc nào cũng đầm đìa. Cái chậu này tôi mua lọt lòng là 34. Và lọt lòng 34-45. Lòng 34-45. Cái cây này tôi dự kiến là nó khoảng độ rộng khoảng độ hơn 30 một chút và dài khoảng độ 40, nhưng mà nó không có cái chậu như thế. Đi mấy cửa hàng chậu tàu không có, thì bây giờ thay chậu này, chậu này. Đấy, cái bệ nó bánh như này các bác nhìn này. Rễ toàn lan này trên mặt này. Đấy.
và sấn các bác nhá. Sấn sấn và để nguyên cái bánh này các bác nhá. Đấy, hôm qua có ông anh với một số bác hỏi là vì sao có cây thấy rũ ra, có cây thì không, thì là cây nào mà phải xếp bệ rễ lại thì rũ rồi các bác. Cái cây này là nó cơ bản là nó chuẩn thì đang nuôi cho nó bết bệ thêm thôi, chứ còn bây giờ rũ ra thì lại mất công quá mà nó không hiệu quả. So với bệ đẹp của nó sợ thì nó phí. Sau này nó bết tôi sẽ xếp lại một số cái điểm rễ, hoặc tí nữa xếp luôn một số cái rễ như này, có thể là lọc bớt đi, nó nhiều quá. Đấy thì tùy mỗi người chơi, có người thích dày, người thích thưa, không có cái gì là đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn các bạn. Các bác kiên trì quan điểm nào và thấy đẹp thì theo đuổi. Mà nếu một thời gian nào đó các bác thấy phong cách của mình nó xấu hơn người ta thì có nghĩa là mình cần phải thay đổi, còn không thì vẫn cứ kiên trì thôi. Tôi sẽ lấy cái cưa thì sấn cái bệ đi. À đây, xin lấy qua các bác là tôi cái chậu cũ của nó đang như này, mặt này mặt chính này các bác này. Thế thì bây giờ tôi chọn nó hơi chéo chéo này một tí này. Đó, cho nó sâu cho nhìn thấy hết cái vách đằng sau này và cả vách đằng trước, mặt này mặt chính các bác nhé. Rất nhiều vách, rất nhiều chiều sâu. 30 các bác. 30. Rộng 30. Và dài nó khoảng độ gần 40. Như cất bánh. Đây là mặt chính. Thank you.
thì em trồng xong rồi các bạn. Cái lúc trồng thì thôi không quay vào. Em từ nãy giờ từ 8 giờ cái lúc đấy có phải là lúc em làm 8 giờ không, nhưng bây giờ đã khoảng 11 giờ trưa rồi. Thì ngồi xếp từng cái rễ lại các bác nhé. Và nhặt sạch những cái bẩn bẩn này. Tất nhiên nó còn phải dần dần, chưa thể hết ngay được vì bệ nó còn chưa bết. Nhưng mà những cái rễ cám kia sau nó sẽ tự tiêu đi. Những cái vách thật nó khỏe mình lấy nuôi sau nó sẽ bết. Đấy, và khi thân cành chi rồi dăm nó bết lại thì thôi rồi, xi nhanh lắm các bác ơi. Sau mấy hôm nữa em sẽ tăng làm cái video về kinh nghiệm làm xi. Tất nhiên không dám dạy ai đâu, nhưng mà có thể là kinh nghiệm anh em truyền nhau hoặc là kinh nghiệm cá nhân. Các bác cảm thấy đúng thì áp dụng nhé. Em áp dụng và thấy nó thành công thì để video sau đi. Đấy, còn quay trở lại cây này. Đấy, các bác xem video của em thì nhớ là bật tiếng lên các bác nhé. Thi thoảng em có nói một số cái thông tin ở trong ấy đi. Nhiều khi các bác xem xong thì không bật tiếng ấy, thì lại hỏi lại thì nó cũng nhiều khi nó cũng... Mà em thì em không nhớ được đâu. Quá nhiều cây đã quay vào, quá nhiều nơi đi đến thì không nhớ được đâu. Đấy, quay trở lại cây này các bác nhé. Vừa nãy em xếp đi xếp lại rất nhiều rễ. Cái rễ này, ví dụ như cái rễ này các bác dễ nhìn thấy nhất là nó vắt vào đây, ra đây. Nếu nhìn phía này cũng rất ok, nhưng nhìn phía này. Đấy, thì em đẩy ra đây, cho cái que đẩy ra đây. Đấy, mấy hôm nữa nó lại phun ra thôi. Xếp lại toàn bộ, móc máy ở trong kia ra. Những cái rễ cám, sau những cái rễ cám này nó tự tiêu đi hết mà các bác. Nó không, nó là cái rễ gió. Những cái rễ khỏe nào mà ăn được xuống đất thì là ok. Mình nắn rồi. À đây, còn một ông tướng này chưa nắn được. Ông này sâu bên trong này này. Ông này các bác ơi, khó nhìn đấy. Đấy, các bác nhìn thấy có một cái thằng nó ngang ngang ở trong kia không? Đấy, làm chi tiết những mức độ ấy cơ mà. Làng mà vách mà rối rắm thì vứt các bạn. Đấy, như trẻ tóc mà. Đấy, có một cái đấy tí nữa sửa. Dựng camera lên thì sẽ sửa. Và còn một cái rễ này. Rễ này, tất nhiên cái rễ này để vậy thì cũng chẳng sao. Nhưng mà thôi, vặn sang bên này. Vặn sang bên này cho nó thẳng vách. Nó là mặt tiền mà thì cứ phải thẳng căng. Sẽ làm lại cái đoạn đấy rồi chỉnh sửa dần dần các bác, chứ không thể là làm ngay được. Mỗi lần là một tí và có thể ý tưởng nó còn thay đổi trong đầu nhiều, chứ không phải là cái quay video xong là các bác thấy em làm xong là nó xong, kết quả cuối cùng nó không phải đâu. Nó là một quá trình các bác. Đó, rất nhiều cảm xúc với cây này các bác. Các bác chờ cái lần tới để xếp dăm phân chi của nó thì các bác sẽ thấy nó rất là phê. Vừa xịt nước cho nó đỡ bụi chứ không phải tưới tưới đâu. Cứ để phải khô đã thì mới tưới. Cho nó khô nhựa rồi mới cắt mỏng bệ đi. Đấy, lay những cái này cho nó mềm, cho đầu nó to này. Thể dục cho cây lay này xi nha các bác nhé. Hôm nào tôi sẽ chia sẻ riêng cái kinh nghiệm làm xi tập thể dục cho xi này. Cứ lay này thôi. Sau những cái đầu này rất là mẫm và rụt rịt, cực kỳ rụt rịt đối với xi các nhé. Còn xanh thì cũng có thể làm được, nhưng mà nó nhạy cảm hơn vì nó giòn hơn. Xi thì lay thoải mái, càng lay càng nhanh to và nhanh rụt rịt mẫm. Đấy, và tất nhiên là sau này cái cổ nó rất là dẻo. Các bác tưởng tượng những cái cổ các bác nuôi to bằng ngón tay này. Nó chìa lên này các bác không nắn từ bé ấy. Nắn chứ không phải là vào dây thôi. Không nắn từ bé sau nó chìa lên các bác lại phải nuôi lại. Nếu như tôi khó tính tôi lại cắt đi nuôi lại. Lại nuôi lại từ đầu. Có những cái chi bỏ đi. Đấy, đây này. Các bác nhìn thấy hơi khó. Cây một người đây cũng đầm đầm. Mà nó bóng rất là rộng. Hơn nữa là nó đang mà tung tùm. Các bác chắc chỉ nhìn thấy cái vách này. Ok, để xếp lại cái rễ này. Xếp lại cái rễ này. Và cái thỏ bên trong này để kết thúc video con nhé.
bỏ đi.
còn đâu chỉnh sửa sau các bác, chứ còn bây giờ mà nhặt thế này thì không mà đến Tết. Tết thật thì các bác, mỗi lúc mình nhìn lại thấy một tí, nó không phải là như cây cốt đặc. Cái vách mình nó vẫn phải cuối cùng nha. Đấy, những cái rễ mà chéo chéo đan siêu xiên siêu sẹo trong kia là nắn thẳng hết rồi. Ví dụ như cái điển hình như cái rễ to đùng này, rễ to đùng vắt vắt đây này, hôm nay nó chìa ra đây này. Đấy, ba cái rễ này là nắn lại hết rồi. Đấy, ba cái rễ này. Rồi, đống rễ này nắn lại hết. Đấy. Đấy, rễ này nắn thẳng ra. Rễ này nắn vào đây. Rồi, cái chỗ này thì tạm được, không sao. Sau mà có cần thiết thì nắn thẳng cái này ra đây tí, không thì giờ cũng vẫn đẹp rồi. Đấy, cứ làm dần dần các bạn, sau còn nhặt sạch những cái kia đúng không ạ? Bếp thì nhặt mới sạch được, tự nó những cái rác rưởi tự nó chết đi mà. Còn những cái rễ chủ đạo thì mình thì nó đều là giữ lại hết. Ok, cảm ơn các bác nhé, chúc các bác cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo. Thank you.